Rồi, để em test cái chế độ mà gọi là hết nước tự tắt trước nha. Nếu mà hết nước thì em có thể sử dụng đèn được nè, nhưng mà hẹn giờ là máy sẽ tự tắt nha. Rồi, nước thì em cứ chế vô đây. Chế khoảng 2 hoặc 3 nước đổ lại đừng có chế tràn máy nha. Sau buổi rồi. Rồi, em chế nước, ít ít anh test máy thôi. Chế càng nhiều máy phun càng yếu, chế càng ít máy phun càng mạnh. Nếu mà lượng nước thì trung bình 100 ml thì em nhỏ 5 đến 10 giọt tinh dầu nha. Rồi. Chế nước trước nhỏ tinh dầu sau. Phòng càng lớn thì nhỏ nhiều nhiều tinh dầu một tí. Rồi. Máy sẽ có hai nút, nút bên tay trái là nút đèn bấm đầu tiên đèn sẽ tự đổi màu. Bấm bên tay phải đầu tiên là máy sẽ phun đúng 1 tiếng đồng hồ nữa nhé. Bấm cái nữa 3 tiếng. Bấm cái nữa 6 tiếng. Bấm cái nữa là on là hết nước trong máy nhé. Hẹn 4 chế độ này, chế độ nào hết nước cũng tắt hết. Ví dụ như anh hẹn 6 tiếng thì mà nãy anh chế có ít nước đi. Ưu tiên hết nước nhé. Nói chung em hẹn chế độ nào thì hết nước nó cũng tự tắt chứ. Nói chung là nó cũng rất là khỏe. Vậy bắt lên em để em phòng tí xíu thơm liền. Nếu mà em muốn tắt máy em bấm lúc này thêm cái nữa là chế độ on đúng không? Bấm cái nữa tắt máy nè. Bấm đầu tiên 1 tiếng nè. 3 tiếng. Ví dụ như anh hẹn 3 giờ ngắt đi là bấm ngay số 3. Hẹn 6 tiếng ngắt thì bấm số 6. Đèn bấm đầu tiên đèn tự đối màu. Đến tặng cái điều khiển. Điều khiển về thì xài. Nếu mà xài thì rút cái nắp chặn pin này ra. Có cái nắp chặn pin này ha. Để hạn chế hết pin. Rút ra. Nên nó sẽ có các cái nút on off và tắt mở máy. Cái máy lần đầu thì nó chưa kích hoạt remote cho nên anh sẽ rút điện. Nó như vậy là nó đã kích hoạt remote lên rồi. On off và tắt mở. Đó, mở máy. Thì cái máy này là chưa chưa sử dụng lần nào nữa. Nhưng mà tất cả các máy anh gửi đi hay gì đó thì chưa làm test hết. Đó, còn ở đây cũng test luôn. Rồi. À, hẹn giờ 36 136 là thấy không? Bấm hẹn giờ là nút thêm nè, nó sẽ nhảy 136 thấy không ta? Rồi nút continue là liên tục là nó nhảy qua chế độ on là phun liên tục. Bitmon là phun lớn nhỏ. Rồi nút enter là phun ngắt quãng. Nếu mà bấm phun ngắt quãng thì ví dụ như để hàng 3 nước nó phun 8 tiếng này chuyển sang chế độ phun ngắt quãng thì thời gian nó nhân đôi lên. Hiểu không? Là nó chuyển sang chế độ phun ngắt quãng là chút phun chút không. Nếu mà nhưng mà thường ít ai xài chế độ này đó. Cứ để cho nó phun liên tục là continue ha. Rồi đi được ha. On off thì cứ tắt mở máy thôi. Nếu mà em đi đâu mà em ngưng sử dụng thời gian dài á, em cứ đổ hết nước dùng khăn giấy lau khô. Là cái đó để bảo quản máy. Rồi gì được ha. Máy hùng quá khỏe. Rồi.